Nhìn lại phía sau lưng anh. Sáng sớm. Xin chào mọi người. Mommy, hello. Bây giờ đang hiện tại là 8 giờ sáng trên đài Đức Quốc. Chuẩn bị hôm nay một ngày quay mới nha. Ngày hôm nay trên đài sẽ đi quay với một người rất là đặc biệt. Mọi người nhớ xem cái cuối clip nha. Còn bây giờ mình đang chuẩn bị makeup. Chuẩn bị cho chút xíu nữa đi tới studio để quay. Bây giờ mình mới vừa make up xong và chuẩn bị xuống đón xe Grab thì đi, mọi người đi theo chúng ta. Bị vào xét mọi người ơi. Chim chim nào ở bên kia kìa. Có vẻ như mình bật mí luôn vậy. Nãy giờ mọi người thấy chim chim chưa? Thấy rồi. Thấy chim chim rồi phải không? Ừ. Bây giờ mình đi qua quay với chim chim nào mọi người. Chim ngoài xinh quá trời xinh luôn. Ngày hôm nay thì Trinh có một khách mời rất là đặc biệt và rất là đẹp. Em ấy là hoa hậu nha cả nhà. Em ấy là em cùng ba khách ông nội với Trinh. Khách ông nội với Trinh. Và ngày hôm nay, chủ đề ngày hôm nay thì sẽ mời em ấy một cái món ăn mà Trinh rất là thích. Thôi bây giờ mình mời khách mời luôn nha. Mời một hoa hậu chân tay. Đó. Em chia sẻ với mọi người, em giới thiệu với mọi người nha. Em chào chị Trinh. Xin chào mọi người, mình là chân dài. Chân này rất là vui vì hôm nay được là khách mời của chị Seri. Cô Trinh chào bên này. Cô hậu nói chuyện cũng khác em. Có hay chưa? Mời bạn gia đình nha, còn sắp được nấu không chị ta. Rồi, hôm nay á là chị mời em tới Seri này á là chị sử dụng có một cái món là bún chả cá. Món này không phải là món miền Tây mà chị biết được qua một người ăn. Món này cũng là cái miền Trung.
ở Nha Trang cũng muốn chơi cá Nha Trang. Thì món này chị rất là thích và làm rất là nhanh. Có phần kịch bản trước nè. Kịch bản này mình đang làm sẵn. Xong rồi đây là do mình là thiếu hành cho mình thêm. Với lại ớt. Thiếu hành nha, cái này thiếu hành hơi bị mất đi một phần ngon bây giờ. Ăn thêm chay luôn á. Ở đây mình dự trùng là 2 tô nhưng mà trước mặt mình là cũng tầm 10 người thì không biết được bao nhiêu tô. Dạ, tại cái nồi này nãy mình chuẩn bị là tới 10 tô luôn á. Tại cái nồi kia nấu 10 ly sao. Dạ, hoặc là mình sẽ làm cá nha. Được cái đặt có cái là không bao giờ mà lường ra vị nha. Nhắm mình con mắt đổ vô thôi. Không, bữa này ăn chả cá chay thì mình nó cũng làm bằng được. Ủa mà lý do tại sao em lại ăn chay? Khi mà được 3 tháng, 6 tháng thì em thấy nó quen cái vị dần đó, thế nhưng xong mình quyết định ăn chay. Mà một phần là do dịch đó, nó cách ly nhà xong em tăng cân mới chừa luôn. Sao em ăn chay vậy? Vậy là cái lúc mình dạy kiêng là chị cũng kiêng được đường, kiêng mặn, kiêng này nọ để mình giảm cân trong cái tháng đó. Ở cái gì nữa? Thế chị sẽ rút kinh nghiệm về chị lấy nước dừa chị nấu. Ừ. Dừa không? Có phải nó đảm đậm đen ngọt. Đây nè mọi người, bây giờ chúng ta sẽ tiết lộ. Hôm nay chúng ta đi quay với một người rất là đặc biệt, đó là chị Ngọc Trinh. Em giờ sẽ tức vì ăn những cái món cá rồi. Nó là sao? Có uống cá sinh tố. Đó. Chúng ta bây giờ thì phải nói. Nóng quá. Máy quay á, ánh đèn hơi mình vào kìa. Đi ra. Em có thích ăn món Việt Nam không? Chị trên đài sao? Chị cảm thấy ngon không? Không có ngon, không có ngon. What? Vậy sao hai chị mà không thấy cái tớ que được vui đó? Mình cũng biết nhau được lúc mà em cũng ở Việt Nam rồi, không biết là em đã có được bao nhiêu năm rồi. Em đi Mỹ được 5 năm rồi, còn 2 năm. Hồi xưa em cũng có gặp chị mấy lần á, chị em nhớ không? Nhớ hả? Chị nhớ. Với lại anh Tâm, Nguyễn á. Nhớ, chị nhớ. Nên chị mới hỏi là không biết là em đã được bao nhiêu năm rồi á. Năm nay như 2015, thì 2020 mình lại có được bao nhiêu. Nó có thể hiểu đúng không? Dạ đúng rồi. Mọi người chuẩn bị tới đâu rồi? Lịch trình cũng rất là dày đặc. Điều là hành trình của em thì chuẩn bị tới Thái Lan. Mà mọi người chuẩn bị như vậy thì có người lo đêm hay là em phải tự chuẩn bị hết? Dạ, công ty cũng nhờ lên xem đây. Đừng mặc phục trang, nhất tức. Chị nghĩ là chị có thể chăm sóc này nọ. Em được biểu diễn rồi không? Dạ. Em nói của họ một chút để Dạ. Để cho lưng với mình mọi người thấy như vậy rồi em sẽ thử một chút tiếng Thái chào hỏi là gì đó thì nghe cho chị như là mọi người nghe thử. Ok chứ. Quạt đi ca thì chạm xuyên trong nhà chạm đã hết với nhà mình ha. Ủa cái dây được thay luôn nha, không khác luôn nha. Dạ. Là học cái này không em? Em mới học có 4 buổi à. Hiện tại em đang học thêm nữa để nói nhiều so với cái sản phẩm trong nước á, thì em thấy đang được quay thì có cái giá của nó hơi dính hơn một chút xíu. Nhưng ở bên kia thì có rất là nhiều sản phẩm ở bên ngoài á, thì nó cũng vừa túi tiền đó, có những cái sản phẩm cũng rất là quý. Không hề khen cái kiểu bất kỳ một cái gì nha. Cũng thần kỳ, cũng như sáng liền luôn. Thì sắp tới em đi thi thì chị Trinh tụi em có một cái giải cao nhất mẹ mong muốn. Chị hy vọng là sau khi trở về thì em sẽ xuất hiện trong cái series của chương trình chị tiếp tục nha. Dạ, cảm ơn chị. Em cũng chúc cho series của cô Trinh chạy lên rất là nhiều thành công. Và anh biết chị có tặng em cho mình qua ha. Để nhạc qua nó tặng đó, cô bé vô. Mình sẵn vào đây. Dạ, cảm ơn chị. Đây cũng như là món quà để giúp em tự tin hơn và tỏ sáng cho lời tốt tại đất trường Thái Lan. Ok, còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người nha. Xin chào và kết thúc rồi. Đó mọi người, đó là một ngày làm việc của Trinh Đào. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video của Trinh Đào. Hy vọng là sắp tới của Trinh Đào mọi người ủng hộ Trinh Đào nhiều hơn nữa nha mọi người.
bằng cách là mọi người like, comment và subscribe cho chương trình. Bye bye mọi người.